Hello các bạn, là Dũng đây. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi một buổi chiều trong tuần, Dũng chở vợ con từ Hóc Môn đi qua quận 2 nha các bạn, qua khu Đồng Diều quận 2. Thì mình mua con diều, đây là con diều của mình. Và mình mua con diều này là không phải để thả tại quận 2 nữa các bạn, mà mình sẽ về Hóc Môn mình thả diều. Thì hẹn các bạn chiều mai nha, mình sẽ thả diều này với con gái mình tại nhà mình trên sân thượng. Hẹn gặp lại các bạn vào chiều mai. Và Dũng có ý tưởng là sẽ mua diều để thả tại nhà Dũng xem nó có bay lên được không. Vô tình là Dũng đi qua bên quận 2 thì ở đó đi nghe một cái đồng diều và mình thấy lý thú quá, mình chợt nghĩ đó, ủa ở đây có gió, nhà mình cũng có gió vậy, tại sao mình không thử nghiệm coi diều có bay lên được hay không ta. Và đó là lý do mà Dũng đã quyết định là mua con diều, nhưng mà sẽ không có thả ở quận 2 mà mình sẽ đi về bên nhà mình ở Hóc Môn, mình lên sân thượng mình thả thử xem nó có bay lên nổi không. Thì hướng này là hướng gió từ đây qua, và Dũng sẽ khui con diều này ra để mà bay thử nha các bạn. Do là mình cũng chưa biết con diều nó có bay được không, thành ra mình chưa có đầu tư số tiền khủng nhất để mua con diều, mình chỉ là một con diều cơ bản thôi. Giờ là mình lắp ráp diều đây, 30 giây. Thì cuối cùng con diều đã được lắp ráp xong. Bây giờ Dũng và con Dũng sẽ bay thử nha. Các bạn nha, Dũng và con Dũng sẽ bay thử cho các bạn xem nha, coi diều có bay được không. Yeah, yeah đi con, 2, 3, yeah. Yeah, 2, 3, yeah. Rồi, rất nóng rồi. Rồi nóng lên. Ok, rồi, đứng đây chờ ba xíu. Ui. Rồi Nhi, bây giờ ba sẽ thả con diều nha Nhi. Con sẽ thả con diều. Các bạn, chuẩn bị nha, 2, 3, lên. Trời gió, chưa có gió. Thì có gió nha ta. Che tóc rồi, tóc che mặt Nhi rồi. Qua. Qua. Ui, lên coi, hết gió rồi. Ui, qua. Qua nhiều lên rồi, qua. Qua. Ui, nhiều lên thiệt rồi các bạn ơi. Nhiều lên rồi. Ui. Đã quá. Qua, nhiều lên rồi. Úi chà. Yeah. Wow. Bơi muốn chỉ luôn. Nhưng mà diều này nó hơi bị đảo các bạn ơi. Nó hơi nghiêng nhìn bên rồi. Hay là tại gió ta. Lâu quá không thả diều, nay thả lại đun tay quá. Nhi đâu rồi Nhi? Nhi à. Nhi qua đây coi thả diều, có ba thả diều Nhi. Nhi bay xa chưa kìa. Quá. Quá. Để các bạn, diều của mình đây. Đầu tư số tiền khủng để mua con diều nha các bạn. Và mình bay thử, nếu mà nó bay ngon như vậy á thì mình sẽ mua con diều tốt hơn nữa. Và đã chưa, mới vừa thả ra hơn là có gió lên, nó lên liền luôn. Quá tuyệt vời luôn. À, con mình đây đi
là hai trong sân thượng nó quậy ở đây. Ui, chạy đâu đó Nhi. Hai vợ chồng mình lên sân thượng chơi thả diều. Vui quá. Này các bạn, con gái mình nó cũng phá các bạn. Mình cột tạm con diều vô trong cái sào phi đồ mà nó kéo sào phi đồ xéo không ra luôn. Ui hết gió rồi. Diều bay lên. Wow, thú vị quá. Vậy là con gái mình ở nhà cũng chơi được diều luôn. Vui quá. Vui không con? Đó, Nhi đứng thả diều rồi. Vui quá. Thử nghiệm đã thành công rồi. Bây giờ mình sẽ thâu buông diều gần lại cho các bạn xem. Ở đây là bài tập thể dục tại nhà. Nuôi diều. Vừa thả diều được và vừa tập tạ được luôn. Ui, diều sắp rớt rồi, nhanh lên. Phải kéo cho nó căng dây đó. Mình đang cho diều thấp xuống để cho các bạn xem diều nha. Cứ lên nhi 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 phụ ba nhi 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 nhanh thôi. Qua đây nhi, qua đây nha, qua đây nhi, qua đây với ba nhi. Qua diều gió nhà mình gió lớn lắm bạn ơi. Đấy, do gió mà đứng trên sân thượng mà cái sào phơi đồ nó còn ngã đó. Bởi vậy mình quyết định là mình thử nghiệm xem có hái diều được hay không tại đây. Và cuối cùng kết quả là hái được diều, nhưng mà còn có lấy diều về được hay không, đó là một cái điều quan trọng hơn nữa. Các bạn chờ xem nha, có lấy được diều về không. Nếu mà mình khâu dây không kịp thì sẽ mất diều. Cố lên, cố lên. Diều gần về tới nhà rồi. Diều căng quá. Nhanh lên. Bối rối quá. Bối rối quá, khâu dây diều tùm lum luôn rồi. Nhi phụ ba Nhi ơi, diều ba dữ quá. Ui 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 ui. Ui ui ui, rồi rồi, rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Oh no, lên lên. Căng thẳng quá. Khúc cua căng thẳng hơn là lúc mà thả diều. Tại vì xuống là bị cản gió nhiều quá. Ui. Gió nó bay đủ hướng chạy luôn, giờ mình làm sao phải cứu được cái gì đó thì vấn đề quan trọng. Lên, đó bạn thấy gì mình không? Bay gần rồi đó. Wow, cuối cùng đã cứu được con diều rồi. Hi 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 hi. Vậy là thử nghiệm thành công rồi. Yeah. Vậy là sau này mình sẽ tránh được corona rồi, ở nhà chơi diều với con. Ha ha ha. Ui. Yeah. Ui, thấy diều lớn không bạn? Nhi thả diều không? Nhi thả diều không? Nè ba đưa cho Nhi thả này vậy. Thả diều ok, cầm diều nè, cầm diều nè. Cầm diều. Cầm diều. Ui. Wow. Wow. Ui ui ui. Yeah, xong, yeah, vỗ tay. Rồi, xong. Cái chuyến thử nghiệm diều có bay được hay không tại sân nhà mình đã thành công. Hẹn các bạn biết sau hay hơn. Các bạn hãy like và subscribe kênh của Dũng nha. Giúp Dũng có thêm nhiều view và nhiều người đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều, mình sẽ có thêm động lực khi các bạn ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại, bye. Cái lần cuối cùng là không cần đi xa, ăn nhà giọng thả diều được. Các bạn, clip thả diều này nó là mình đã đầu tư một số tiền rất là khủng nha các bạn, mà không thể đánh đổi được, đó là gì biết không? Đó là niềm vui cho vợ con mình trong cái mùa dịch cúm này. Chứ thật sự mình nói con diều này chỉ có 30 ngàn à, chứ không có nhiều tiền đâu các bạn ơi. Nhưng mà mình muốn đem đến những cái thú vị nhất, vui vẻ dành cho tất cả mọi người. Khi mà xem được cái clip này á, sẽ thư giãn được một tí trong cái mùa dịch cúm này, được đã chết một tí xíu. Chúc cả nhà mình sức khỏe nha cả nhà ơi, và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.